kiểu phụ nữ khiến đàn ông cực chán ghét khi làm điều này trên giường khi đã lên giường phụ nữ tốt nhất nên toàn tâm toàn ý không bao giờ được phép nghĩ tới điều này than vãn chuyện tiền bạc đàn ông đặc biệt ghét kiểu phụ nữ hễ mở mồm ra là tiền bạc nếu bạn cứ mở miệng ra là tiền điện tháng này nhiều tiền học phí của con tăng thì chồng bạn làm gì còn tâm trí nào để chiến đấu hãy dẹp những chuyện không vui sau một bên cơm áo gạo tiền thì phải lo cả đời chứ không phải chỉ riêng hôm nay cơ thể mình có đẹp không đây không phải là lúc bạn ngại về cơ thể mình hay lo nhìn mình xấu lúc hỏa thân đâu nếu như người ấy đã muốn yêu bạn thì có nghĩa là bạn rất đẹp và hấp dẫn trong mắt anh ấy rồi. Tự ti về mình. Trong lúc chàng đang say sưa mà bạn cứ liên tục hỏi chàng rằng em có béo không, da dạ em có nhăn nhau không thì thử hỏi chàng còn đâu hứng thú nữa. Nếu bạn dành quá nhiều thời gian và tâm trí cho suy nghĩ mình làm chuyện đó giỏi như thế nào thì chắc chắn bạn sẽ chẳng tận hưởng được gì cả. Thụ động như khúc củi Đừng để bạn tình có cảm giác họ đang làm tình với khúc củi Như thế chả khác gì Họ đang cưỡng ép bạn Là một người vợ ngoan Nhưng hãy biết cách hư trên giường Đừng để chàng phải chăn ngán một cô vụ Đừng để chồng phải Đừng để chàng phải chăn ngán một cô vợ Quá thụ động chuyện những gối chăn Thái độ lạnh nhạt không hào hứng Nếu bạn không muốn có thể từ chối Đừng bắt đầu cuộc yêu bằng sự vô cảm đàn ông rất nhạy cảm, đừng nghĩ rằng bạn có thể tỏ ra hứng thú trong khi bạn không hề như thế. Bạn có thể nói dối, nhưng cơ thể bạn thì không. Nét mặt Hiếm lắm mới có người vẫn sinh khi thỏa mãn. Nét mặt Hiếm lắm mới có người vẫn sinh khi đang thỏa mãn. Mặt bạn như thế nào không quan trọng, quan trọng là bạn cảm thấy thế nào. Bạn tình của bạn cũng sẽ có nét mặt như bạn thôi, vậy nên đừng lo gì cả.